chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ tăng cường sức khỏe, đồng thời là giúp ngăn ngừa các căn bệnh ung thư. À, vâng, Kiều Anh đã có chia sẻ rất nhiều, đó chính là táo đỏ sấy khô thì là một trong những món ăn được rất nhiều người ưa chuộng. Chúng ta có thể là sử dụng trực tiếp mỗi ngày chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn mà không làm mất đi chất dinh dưỡng của táo đỏ. Đồng thời, vừa ngon miệng, táo đỏ lại còn giúp cho chúng ta có một đường lối sức khỏe tốt hơn và cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể, ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Và chính từ những công dụng này mà táo đỏ sấy khô Hàn Quốc thì ngày được một ưa chuộng sử dụng hơn và được nhiều người tìm đến như một giải pháp giúp tăng cường sức khỏe. Và bên cạnh những công dụng ở chính như là giúp tăng cường máu lên não hay là giúp cho da đẹp hơn ở đồng thời là giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn thì táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc còn được biết là một trong những dòng sản phẩm giúp ngăn ngừa căn bệnh ung thư vô cùng hiệu quả. Nhiều nghiên cứu thì đã chứng minh rằng mỗi ngày chúng ta ăn từ 5 cho đến là 6 quả táo đỏ thì nó sẽ có công dụng là giúp tăng cường sức khỏe cũng như là giảm sự phát triển của các tế bào xấu, các loại viêm trong cơ thể của chúng ta. Và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng tại sao với một quả táo đỏ nhỏ như thế này mà lại có công dụng tuyệt vời trong việc là hỗ trợ tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa ung thư thì Kiều Anh xin được giải thích rằng trong táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc thì đã được chứng minh có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa. Nhiều enzyme có trong quả táo đỏ có tác dụng chống oxy hóa mạnh để loại bỏ các gốc tự do, ngăn ngừa ung thư. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng chất oxy hóa có trong táo đỏ có tác dụng chống viêm hiệu quả. Điều này có tác dụng giảm thiểu hoặc ngăn ngừa nguy cơ mắc nhiều loại bệnh. Vâng, đó chính là lý do vì sao táo đỏ Hàn Quốc thì được mệnh danh như là một loại thần dược có tác động lâu dài, không chỉ trong việc là hỗ trợ ngăn ngừa căn bệnh ung thư mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch của cơ thể. Chính là bởi các vitamin A, B, C và magie có trong táo đỏ thì có công dụng vô cùng mạnh mẽ với cơ thể của chúng ta. Và chính từ lý do đó mà táo đỏ sấy khô là một trong những sản phẩm được rất rất nhiều người ưa chuộng sử dụng. Và Kiều Anh sẽ bật mí thêm một chút với các bạn nhé. Đó chính là táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc thì đã được chứng minh rằng là có nhiều dưỡng chất tốt hơn, đồng thời là có chất lượng cao hơn so với các loại táo đỏ khác trên thị trường hiện nay. Bởi táo đỏ sấy khô Hàn Quốc thì ngay từ khi những quả táo này còn ở trên cây đã được trồng ở trong môi trường điều kiện thuận lợi, mát mẻ Đồng thời là khi được chế biến thì được sản xuất ở trên môi trường, ở trên dây chuyền công nghệ hiện đại để cho ra đời những quả táo khô chất lượng như thế này. Và khi chúng ta ăn táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc này thì nó vô cùng mềm, chứ không bị khô hay là rát như các loại táo đỏ khác trên thị trường. Vâng, công dụng tuyệt vời, chất lượng tuyệt vời cũng như là điểm 10 trong dịch vụ. Thế nên là táo đỏ sấy khô Hàn Quốc thì đang ngày một được ưa chuộng hơn. Và tất nhiên rồi, với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì các bạn hãy nhớ kỹ cách sử dụng nhé. Nếu như chúng ta quá bận bịu với công việc không có thời gian thì các bạn hãy ăn trực tiếp mỗi ngày từ 5 đến 6 quả táo đỏ. À, nếu như các bạn muốn chế biến thành nhiều món khác để ngon miệng hơn, phong phú hơn thì kêu anh khuyên rằng các bạn hãy sử dụng táo đỏ để hầm gà hoặc nấu chè sen, chè sen táo đỏ hoặc chúng ta pha trà táo đỏ. Và dù là cách nào thì chúng ta cũng sẽ tận dụng được hết mà công dụng sản phẩm này mang lại thôi. Và tất nhiên rồi, để mua được sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm táo đỏ xay khô đến từ Hàn Quốc kêu anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau